bảng xếp hạng cúp C1 nữ châu Á mới nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sáng cửa đi tiếp. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sáng cửa đi tiếp sau khi giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Thống Nhất ở trận ra quân tại bảng C giải AFC Champions League nữ 2024-2025. Ở trận đấu đầu tiên tại giải AFC Champions League nữ, cúp C1 nữ châu Á 2024-2025 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối ngày 6 tháng 10, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại câu lạc bộ Tai Chung Blue Wheel, Đài Loan với tỷ số 3-1. Lần lượt, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Huỳnh Như, cú đúc bàn thắng, đã lập công giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân tại đấu trường Châu Lục. Khởi đầu xuân sẽ trên sân nhà giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên đứng thứ 2 tại bảng C, Huỳnh Như và các đồng đội có 3 điểm và hiệu số 2. Trong khi đó, câu lạc bộ nữ Urawa Red Diamond hiện đứng nhất bảng C với 3 điểm và hiệu số 17. Chiều cùng ngày ngày 6 tháng 10, đại diện của Nhật Bản đã có chiến thắng hủy diệt với tỷ số khó tin 17-0 trước đội bóng đến từ Ấn Độ là Odisha Fan Club. Câu lạc bộ nữ Urawa Red Diamond là đội bóng rất mạnh và đang thống trị ở giải đấu vô địch quốc gia của xứ sở Hoa Anh Đào. Tại bảng C, câu lạc bộ nữ Urawa Red Diamond được đánh giá vượt trội và cầm chắc tấm vé đi tiếp. Câu lạc bộ Tai Chung Blue Whale chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc đánh bại đại diện của Đài Loan giúp Huỳnh Như và đồng đội sáng cửa giành vé vào vòng trong. Tại vòng bảng AFC Champions League nữ 2024-2025, 12 đội tham dự được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Ở lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra vào ngày 9 tháng 10, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ chạm trán câu lạc bộ Odisha, Ấn Độ.